Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì chúng ta lại được quay trở lại để cùng tìm hiểu thêm về những cái kiến thức phẫu thuật thẩm mỹ. Rất là nhiều bạn quan tâm đến phẫu thuật nâng mũi đều mong muốn là có một cái giá mũi cao, dài, đẹp. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau để tìm hiểu xem cái phương pháp nào để cho nó an toàn, hài hòa với những cái khuôn mặt của mình. Có rất là nhiều bạn thắc mắc là làm mũi như thế nào, làm mũi 3D, 4D hay là làm mũi S-line, L-line hay là làm mũi khúc trục, làm mũi mọc sụn, thực chất chỉ là tên gọi thôi. Hiện nay cái phương pháp mà làm mũi để mà nó cải thiện được nhiều cái dáng mũi thì thường sử dụng mũi khúc trục. Đối với một số bạn không thích đầu mũi dài quá, muốn rất là tự nhiên thì có thể mình sử dụng toàn bộ vật liệu nhân tạo, thì nó thường hay gọi là nâng mũi sụn nhân tạo, có thể kết hợp với một miếng sụn tai để che trước đầu mũi để tránh lộ liệu, thì người ta gọi là mũi bọc sụn. Một số trường hợp thì nếu mà mũi hư hại nhiều, cần sử dụng vật liệu nhiều thì bắt buộc mình phải mở ra can thiệp nhiều hơn, sử dụng vật liệu tự thân nhiều hơn, thì người ta gọi là mũi sụn sườn. Thực chất cũng chỉ là phương pháp mũi cấu trúc mà thôi, nhưng mà mình sẽ sử dụng là vật liệu sụn sườn khác so với là một cấu trúc thông thường mình hay sử dụng sụn tai hay sử dụng sụn mắt ngang. Thứ nhất là cái sức khỏe của mình, tình trạng sức khỏe thì đa số ai cũng đều có thể phẫu thuật được. Khi mà mình có những cái bệnh lý về chảy máu nè, bệnh lý về nhiều gan thận hay là tiểu đường, nếu mình được kiểm soát ổn định thì đều có thể làm được. Đồng thời mình sẽ ngưng tất cả các loại thuốc như là thuốc bắc nè, thực phẩm chức năng hay những cái loại vitamin, vì những cái đó nó sẽ gây ra cái tình trạng chảy máu kéo dài nên là sẽ làm kéo dài cái thời gian học phẫu và có thể mang lại cái dáng mũi không được ưng ý. Phẫu thuật nâng mũi cũng là một cái can thiệp về mặt y khoa. Như các bạn đã biết thì về y khoa thì không có gì là tuyệt đối 100% hết. Cái biến chứng thường gặp nhất và cái rủi ro nhất là nhiễm cái vật liệu. Nó sẽ phụ thuộc vô cái mức độ phức tạp của cái mũi của bạn đang có. Thông thường thì một cái ca nâng mũi cấu trúc cho những người mũi can thiệp mới chưa chỉnh sửa thì nó rơi vào khoảng cỡ 2 tiếng. Còn nếu mà mũi mà đã can sửa rồi, đơn giản thôi thì có thể 2 tiếng, 3 tiếng. Mà đối với một số trường hợp, nếu mà mũi mình nó bị biến dạng nhiều, co rút nhiều hay là sập tầm bỏ mắt ngang như này thì cái thời gian sẽ kéo dài hơn một khoảng 5 tiếng, 6 tiếng, chỉ có thể 7 tiếng. Có tháng theo ý của bác sĩ, mình đam mê cái đẹp. Xe đạp nhưng mình cháu lên ba, cháu lên ba cho vô mẫu giáo, cháu lên ba cháu đi mẫu giáo, cháu lên ba cháu vô mẫu giáo, cô thương cháu, cháu không khóc nhé. Thank you very much for your pay attention. Thời gian của talk show đã hết rồi, rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Rất mong là được gặp lại các bạn vào những cái số tiếp theo để mình cùng tìm hiểu thêm những cái kiến thức về dịch vụ khác hay là những kiến thức sâu hơn về dịch vụ nâng mũi.